là một trong những đơn vị phân phối ô tô hàng đầu tại thị trường Việt Nam, với mong muốn tiếp tục mang đến cho khách hàng những sản phẩm tiện nghi, hiện đại, chất lượng và với dịch vụ chính hãng chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và có tính trải nghiệm ngày càng cao của khách hàng. Kính thưa quý vị, với đội ngũ nhân sự và đại lý được đào tạo chuyên nghiệp và ban lãnh đạo nhiệt huyết giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô, chúng tôi tin tưởng rằng MG Võ Anh Kiệt sẽ mang lại cho quý khách hàng sự trải nghiệm tuyệt vời với những sản phẩm dịch vụ tốt nhất và cung cấp phục vụ chuyên nghiệp nhất. Thay mặt ban lãnh đạo Sapeco, xin chúc MG Võ Anh Kiệt khai trương hồng phát và đạt được những cái mục tiêu đã cam kết với lại ban lãnh đạo của MG Việt Nam.